Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của Ka Chan. Và hôm nay Ka Chan sẽ cùng mọi người chúng ta thực hiện những món matcha theo phong cách hiện đại. Bây giờ mình sẽ đã chuẩn bị sẵn hai cái ly cổ cao với cách trình bày như thế nào, chúng ta sẽ thực hiện để tạo ra một cái phong cách hiện đại khi pha matcha. Phần phía dưới mỗi ly mình sẽ cho sử dụng mạch hạt, mình sẽ sử dụng màu hạt khác nhau để tạo những cái một lát mình sẽ có những cái decor đẹp hơn. Mình sẽ cho sữa đặc. Mình dùng khoảng 20 đến 30 ml sữa đặc. Tiếp theo chúng ta sẽ cho một phần đá ở phía bên trên này. Và thành phần bây giờ chúng ta sẽ tới với cái chủ đề chính của mình ngày hôm nay, đó chính là matcha. Mình sẽ đánh matcha qua một bên cho các bạn xem. Với máy pha đa năng Ka Chan, chúng ta có thể chỉ cần cho nước lọc vào bên trong và cho matcha thì máy sẽ có chế độ tự động đánh nóng. Hôm nay mình sẽ sử dụng khoảng 20 gram bột matcha và sử dụng 150 ml nước. Đầu tiên, tất cả các nguyên liệu khi chúng ta pha chế với máy Ka Chan, tất cả đều phải cho chất lỏng vào trước. Sau đó sẽ tới bột. Phần bột này nếu mà các bạn sử dụng nhiều loại bột matcha thì những loại bột đậm thì chúng ta có thể cho lượng vừa phải thôi. Đánh nóng. Với matcha này chúng ta chỉ cần đánh nóng trong vòng khoảng 30 giây, sau đó mình sẽ chuyển qua chế độ đánh lạnh. Thì mình sẽ chuyển qua chế độ đánh lạnh. Các bạn có thể quan sát nước và bột rất là trộn đều với nhau là như vậy. Khi chúng ta sử dụng máy, nhiệt độ lên vừa phải làm cho bột cacao vừa chín tới và trộn đều với sữa thì chúng ta uống mà không có cảm giác bị gắt cổ và có những cái hạt li ti làm chúng ta khó chịu trong quá trình chúng ta thưởng thức kỳ matcha. Và đặt chiếc máy này qua một bên, bây giờ mình sẽ tiếp tục decor thêm cho những hai ly thức uống của mình ngày hôm nay nha. Thì với cái phần này á, thì mình sẽ cho thêm một phần ở phía trên là mình sẽ sử dụng sữa chua để tạo ra độ ngọt và hấp dẫn. Sữa chua này các bạn có thể dùng sữa chua dặn chai cũng được nha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng khoảng 20 ml sữa tươi. Nếu mà mình thấy sữa tươi thì nó hơi ít, mình có thể cho thêm 10 ml nữa cho cái màu nền của chúng ta đẹp nha. Và ly bên này mình sẽ cho khoảng 50 ml sữa tươi.
còn kịp lúc đúng không nào? Matcha của chúng ta đang vừa tới rồi, bây giờ mình sẽ cho ra ly matcha với phong cách đầu tiên này. Chúng ta phần cho phần phía trên chúng là một lớp matcha. Nhẹ nhàng từ từ chúng ta cho vào matcha lên phía bên trên. Mình sẽ xoay cái phần ly này và vỗ nhẹ xung quanh để những cái hình tầng của chúng ta được hình thành rõ rồi. Và tiếp theo là phần phía bên này. Và bây giờ mình sẽ đánh thêm một phần matcha nữa. Chúng ta vẫn sẽ sử dụng khoảng 150ml nước. Lần này thì mình đánh matcha ít thôi, mình sẽ sử dụng khoảng 100ml thôi các bạn ơi. 100ml nước cùng với vào có matcha nha. Nhiều loại bột khác đánh nóng đánh lạnh cho bên mình luôn, giống như là mình có thể pha bột cacao hoặc là những cái món về sinh tố hoặc là cho đá bào, tất cả đều có thể đánh được trộn đều rất là nhanh chóng luôn. Còn như ban đầu mình sẽ đánh nóng khoảng 30 giây sau đó mình sẽ chuyển qua đánh lạnh. Khi mà chúng ta đánh với chiếc máy kacha, cái nhiệt độ vừa phải làm cho cacao nó vừa chín tới, cái hương vị cacao nó được lan tỏa, khi chúng ta uống vào thì cảm giác sẽ thích hơn. Và không những chúng ta thích và tập làm quen uống cái trà xanh như vậy thì rất là tốt. Bây giờ mình cảm thấy là cái máy kacha mình đã ok rồi thì mình sẽ tự động tắt. Bây giờ mình sẽ cho vào trong ly này. Phần trang trí này mình sẽ cho thêm đá và mình sẽ làm một lớp bọt kem cà phê ở phía bên trên. Và các bạn ơi, chúng ta lại trở lại với chiếc máy trộn bột của mình nè. Và mấy chiếc món này mình sẽ đánh bọt cà phê, mình vẫn sẽ sử dụng là 100ml nước lọc. Nước lọc, nước này mình sẽ sử dụng nước lạnh bình thường thôi cũng được. Tiếp theo đó sẽ là sữa đặc, sữa đường cát và bột cà phê hòa tan các bạn nha. Mình sử dụng khoảng 20g đường cát. Và bột cà phê hòa tan. Và nhấn nút trộn để chúng ta có thể tạo lớp bọt kem cà phê. Nha.
mình sẽ dùng một chiếc thìa để đẩy cái phần bọt này xuống cho nó thật là đều. Đây, các bạn thấy không, phần bọt cà phê rất là đẹp luôn đúng không nào? Chiếc máy trộn đơn giản và một chiếc máy pha đa năng matcha thì các bạn đã có ngay những cái ly matcha theo những cái phong cách hiện đại. Các bạn có thể chúng ta sáng tạo thêm nhiều cái phong cách mới. Nếu các bạn cảm thấy có nhiều thêm cách sáng tạo mới, hãy comment phía dưới bên Matcha Thể Thực thì các bạn cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.